Hello mọi người và chào mừng mọi người quay trở lại về channel của mình. Video hôm nay mình sẽ review son của một hãng mà được rất là nhiều bạn recommend, đó chính là Hera. Mình sẽ review 4 dòng son ngày hôm nay là dòng son dưỡng, son lì, son kem và son bóng. Chúng mình cùng bắt đầu thôi nhé. Đầu tiên thì mình sẽ review dòng son Sensual Spicy Nữ Balm trước, là dòng son dưỡng có màu. Bạn này thì có giá là 35.000 won, tương đương với 712.000 tiền Việt Nam đồng. Packaging của bạn này thì là một cái packaging nhựa màu hồng baby rất là xinh và nhẹ nhàng. Thân son hình trụ tròn rất là dễ thoa son mà không sợ son bị gãy. Màu đầu tiên 429 Naked Almond là một tông cam đất rất là xinh và phù hợp với mặt mộc. Nói chung là hầu hết tất cả các màu son ngày hôm nay đều là những màu son mà mình thích. Tại vì son khá là đắt tiền nên là mình chỉ mua và swatch những màu mà mình thích thôi. Nên là nếu mà màu nào mình cũng khen thì mọi người thông cảm nhé. Chất son của bạn này thì là một chất son mà mình cực kỳ thích. Son đánh lên nhẹ và mềm môi và đặc biệt là có cái cảm giác the the và mát môi. Mà nếu mà mọi người đã theo dõi mình từ lâu rồi thì cũng sẽ biết là mình cực kỳ thích cái cảm giác ấy. Son không có mùi mấy và độ giữ màu của son cũng không được lâu cho lắm, tầm 1 đến 2 tiếng thôi. .488 Hit Me là một tông đỏ đất phù hợp với mọi tông da và có thể sử dụng hàng ngày mà không cần make up. Vì là một dòng son dưỡng nên là mọi người cũng cần phải layer một vài lớp thì son mới lên màu đậm chuẩn được. Và nếu mà mọi người để ý thì tất cả các dòng son mà có chữ spicy ở trong tên gọi thì dòng son đó sẽ là dòng son làm môi mọi người the lạnh khi thoa lên, giống như là dòng son này. Đây cũng là lý do vì sao mà mình càng thích dòng son này hơn, tại vì vừa là son dưỡng mềm môi, vừa là dòng son the mát chuẩn gu của mình. Từ khi mua thì hầu hết ngày nào mình cũng sử dụng hai em này hàng ngày luôn. Tiếp đến là dòng Sensual Spicy Nude Gloss, và như tên gọi lại là dòng spicy nên là chắc mọi người cũng đoán được là em này cũng thêm mát như dòng son kia rồi đúng không? Dòng son này thì có packaging vuông, khá lùn và béo. Vỏ son trong suốt nên là mọi người có thể nhìn rõ màu son ở bên trong. Đầu cọ son thì là một cái đầu cọ nhỏ, nếu muốn đánh full môi sẽ phải nhúng cọ 2-3 lần. 462 Speechless là một tông son san hô đất cực kỳ trendy và dễ dùng hàng ngày. Tông màu này có thể sử dụng với các bạn da sáng tới trung bình. Các bạn da ngăm son sẽ lên giống một tông MLBB Nude, nhưng mà mình nghĩ vẫn sẽ rất là xinh. Chất son của bạn này không hề nặng môi và mình nghĩ đấy cũng là một phần do cái hiệu ứng the mát của son, nên là khi đánh lên mọi người sẽ chỉ cảm thấy môi mát mát lạnh lạnh chứ cũng không thể cảm nhận được là son đang ở trên môi đâu. Son cực kỳ mướt và mịn, khi thoa lên sẽ làm môi chúng mình nhìn căng bóng và cực kỳ đầy đặn. .382 Red Light là một tông đỏ cherry. Mình mua màu này cũng là vì nhìn thấy chị Blackpink Jennie sử dụng màu này và chị trông rất là xinh. Màu son này thì mình sẽ không đánh một mình mà sẽ mix với một màu son khác như là 429 Naked Almond hoặc là những màu của tông cam và sau đó thì đánh màu này ở trong lòng môi. Với dòng son này thì mình cực kỳ recommend cho các bạn nào có môi khô, môi nứt nẻ hoặc là những bạn muốn môi mình nhìn đầy đặn hơn, tại vì dòng son này có một lớp bóng căng mọng nhìn cực kỳ yêu và xinh luôn. Tiếp đến mình có dòng son Sensual Spicy Nude Volume Matte, lại là một dòng son the matte. Mình thấy rất là khó hiểu vì sao bây giờ mình mới sử dụng đến son của Hera, tại vì mình là một con nghiện những dòng son có cái effect mát mát ở trên môi. Nên là thực sự trong cái video lần này thì không hề có một cây son nào mình không ưng cả. Packaging của dòng son này là cái packaging mà mình thích nhất trong tất cả các dòng còn lại, là một loại packaging lì, khi sờ vào rất là mịn và sẽ không để lại dấu vân tay. Mà quên chưa nói với mọi người là packaging của dòng nào cầm cũng rất là nặng và chắc tay nhé. Đầu tiên là 412, một tông hồng đất MLBB rất là nhẹ nhàng và xinh. Tuy nhiên khi sử dụng thì cũng cần make up đi theo thì màu son mới lên được đẹp nhất. Chất son của bạn này là một chất son mịn lì, cực kỳ nhẹ môi và khi thoa lên sẽ thấy môi mịn. Khi bạn môi thì sẽ có cảm giác như có một lớp silicone cực kỳ mỏng. Nói chung là rất là dễ chịu ở trên môi. Son không lên màu đậm chuẩn như các dòng son lì khác, chẳng hạn như là MAC hay là Charlotte Tilbury. Nhưng mà sau 2-3 lớp thì màu son sẽ đậm chuẩn, kiểu tự nhiên nhé. Sẽ không giống như là mọi người sử dụng một thỏi son lì đậm màu. Màu vẫn sẽ lên chuẩn nhưng mà finish nó sẽ nhìn tự nhiên và nhẹ nhàng hơn. Hey,
459 Butterscotch là một tông màu cam đất nhưng mà rất là ít tông nâu ở trong, chủ yếu là sẽ thấy cam nhiều hơn. Màu này thì sẽ phù hợp với các bạn da sáng dưới trung bình, khi dùng thì sẽ không cần makeup đi kèm và có thể dùng trong nhiều hoàn cảnh. Mình thấy một điểm nổi trội dòng son này là chất son rất là đẹp, kể cả là màu son đậm hay là sáng. Chất son lên rất là mịn và mướt, sau đó thì kèm một cảm giác the the lạnh. Nói chung là rất là ưng cái chất son này. Son dùng không hề bị khô môi nên mình cũng sẽ recommend cho các bạn có môi khô luôn nhé. Son nếu không ăn uống gì thì sẽ giữ màu tầm 3-4 tiếng. Ăn thì sẽ trôi 90% nên là mọi người sẽ cần mang theo để dặm lại. Son cũng không có mùi gì quá đáng kể, khi đánh lên môi sẽ ngửi thấy một mùi kẹo ngậm thoang thoảng. Và cuối cùng thì là 480 Truffle, một tông màu được bán rất là chạy. Đây là một tông đỏ hồng đất rất là dễ sử dụng với mọi loại da và mọi hoàn cảnh. Nếu mà muốn mua một màu son dễ dùng với mọi makeup look thì mình nghĩ là mọi người nên tham khảo màu này. Bạn này thì sẽ không kén da và cũng rất là dễ sử dụng hàng ngày vì như mình đã nói, màu son lên rất tự nhiên chứ không kiểu nặng màu như là son của MAC. Mình thấy bạn nào ưa thích những kiểu makeup sương sương, nhẹ nhàng thì rất là nên tham khảo qua dòng này. Vì nói cho cùng thì son cũng thuộc dòng nude nên là cũng sẽ thiên về những kiểu makeup tự nhiên. Và cuối cùng thì là dòng son Sensual Powder Matte, là một dòng son velvetly. Dòng son này thì có packaging giống dòng son bóng nhưng vỏ thì lì và mịn hơn. Thân son trong suốt mờ, mọi người vẫn có thể nhìn thấy rõ màu son ở bên trong. Cọ son thì là một cái cọ dẹt, một lần nhúng cọ thì cũng khá là đủ nếu mà mọi người đánh lòng môi. Khi đánh phu môi thì sẽ cần nhúng thêm một chút. Màu đầu tiên 408 Trench Coat là một tông đỏ cam phù hợp với các bạn da sáng dưới trung bình. Các bạn da ngăm đánh sẽ tươi hơn một chút tại vì có ít sắc đất. Dòng son này thì là một dòng son velvetin lì cực kỳ nhẹ môi. Bạn này thì không còn cái cảm giác the lạnh nữa mà chủ yếu tập trung vào chất son mịn lì và mỏng nhẹ. Son có một mùi khá giống với hai bạn kia nhưng mà nồng hơn. Và khi mà ngửi kỹ thì mình thấy nó hơi giống cái mùi xà phòng trong nhà tắm. Nói chung là không biết tả với mọi người như thế nào nhưng mà mình thì không thích cái mùi này lắm. Son sẽ giữ màu được khoảng 4-5 tiếng, khi trôi sẽ không để lại lớp tin nào hết. 499 Rosy Suit là một tông màu sold out gần như mọi chỗ mà mình tìm mua. Nói chung đây là một tông son bán rất là chạy của dòng son này. Bạn này thì là một tông màu cánh hồng khô rất đẹp và sẽ phù hợp với mọi loại da và mọi hoàn cảnh. Mình thấy thì đây cũng là một tông son kiểu như là làm nên thương hiệu của Hera ấy. Nên là nếu mà bạn thích những tông màu như thế này thì mình nghĩ là bạn nên thử qua nhé. Cá nhân mình thì không thích dòng son này bằng hai dòng son kia tại vì không có cái cảm giác thê thê mát mát. Tuy nhiên vẫn không thể phủ nhận là chất son rất là đẹp và xứng đáng với giá thành. Nói chung thì mình thấy dòng son nào mà mình swatch và review ngày hôm nay cũng rất là ưng ý và đáng đồng tiền. Nếu mà mọi người đang có ý định đầu tư vào một thỏi son high end thì mình rất là recommend mọi người nên thử qua son của Hera nhé. Có lẽ mọi người sẽ tìm được sự thích thú trong những dòng son khá là mới mẻ này. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến đây và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào các video sau của mình nhé. Bye bye! I'm hiding just behind the stars, but how come the stars don't shine when it's day?